Với gần 1 triệu lượt xem sau vài tháng lên sóng, cặp đôi đàm Mỹ gồm Nguyễn Trọng Hữu sinh năm 1989, người thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là giáo viên Anh văn, và Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1988, Gia Lai, hiện đang làm kiến trúc, thiết kế công trình cho một công ty xây dựng, với những chia sẻ vô cùng chân thật về cuộc sống, tình cảm. Và sau 6 năm, cặp đôi chính thức hẹn hò cùng góp gạo thổi cơm chung. Liệu cặp đôi này còn những bí mật gì chưa thổ lộ và cuộc sống đời thực, công việc và gia đình họ ra sao? Mời quý khán giả theo dõi. Thế khi mà mình quyết định ra ở riêng như vậy đó, thì phản ứng của gia đình mình như thế nào? Thì mới đầu thì mẹ cũng không có muốn, gia đình cũng không có thích là hai đứa dọn ra ở riêng, tại vì nhỏ lớn là giống như tâm lý cha mẹ là không có thích mà con cái ở xa nhà, với là Hữu là con cả trong nhà nữa, cho nên nếu mà đi rồi thì nhà cũng không ai lo. Mà lúc mà nói với mẹ là tụi con muốn ra ngoài để mà thử sức, vậy muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa để có gì còn lo cho gia đình, cho nên là mẹ đồng ý, mẹ cho đi. Còn Hiệp thì sao? Hiệp thì xa gia đình từ nhỏ rồi nên không có ba mẹ thì không quan trọng lắm cái vấn đề mà Hiệp xa nhà hay không, cũng ba mẹ cũng quen rồi. Vậy mình tách biệt khỏi gia đình của mình là bao lâu rồi? Nay là được khoảng hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng mọi việc suôn sẻ hết không? Mới đầu thì cũng không suôn sẻ lắm, nhưng mà từ dần dần nó cũng quen. Cái công việc giảng dạy của mình ở đây là chỉ có một mình dạy ở đây thôi? Không, ngoài Hữu ra còn có những giáo viên khác nữa. Rồi mình thuê cái nhà này mình ăn ngủ, ăn ở, sinh hoạt ở đây luôn hay là? Toàn bộ phòng thì đều là tụi mình đều tận dụng để giảng dạy hết. Thì sau khi mà giáo viên dạy xong á, thì tụi mình sẽ sắp xếp lại mà để nghỉ ngơi ở đây luôn. Rồi giường... Thì tụi mình sẽ trải ra. Cất vào trong buổi tối khi ra. Ôi, cũng rồi có thấy bất tiện lắm không? Có thấy cuộc sống như thế bất tiện? Nói chung thì nếu như mình thuê ở đây thì mình ở đây thì còn nó thuận lợi hơn so với mình quay về nhà. Về nhà mà chạy lên chạy xuống thì nó rất là xa, tại vì nhà Hữu tận tới Bình Chánh lận, mà lên cái khu vực trung tâm thì nó cũng hơi xa. Thế ngoài cái chỗ giảng dạy và sinh hoạt ra thì hai bạn có muốn chia sẻ cho Tuân và mọi người biết những cái góc sinh hoạt khác của mình? Cái chỗ nuôi chó. Có một chỗ nuôi chó à? Ở phía sau nhà thì Hữu nuôi hai con chó với lại nuôi mèo nữa. Vậy Hữu có thể dẫn mọi người đi ra sau đây không? Ủa Hiệp ơi, lần trước khi mình quay come out đó, Hiệp có bảo là mình làm công tác ở một cái đơn vị khác, làm việc kỹ sư xây dựng đúng không? Hiện tại ngoài thời gian làm ở đây thì mình còn đi làm ở trên chỗ một cái công ty xây dựng nữa. Mình làm thiết kế ở trển á. Ủa rồi mình sắp xếp thời gian như thế nào? Thì ban ngày thì buổi sáng mình làm, tới chiều về thì tối công việc mình làm ở đây. Ủa rồi nếu mà làm cả ngày vậy thời gian đâu dành cho kiểu hâm nóng tình cảm, đi chơi hay là sinh hoạt riêng của hai bạn? Từ lúc lên đây thì tụi mình không có đi chơi chung được, cho nên là ráng cố gắng một thời gian, công việc nó ổn định rồi tính sao. Bạn ơi ra đi con, bạn ơi. Ủa, hai con này mình nuôi bao lâu rồi nhỉ? Này mình nuôi từ lúc mới quen á, con màu trắng là anh Hiệp tặng mình. Con ngồi đây mình mua sao? Của Hiệp mình có hay về thăm bố mẹ của Hữu hay bố mẹ của Hiệp không? Tuần nào thì mình cũng về dưới chơi á. Còn ba mẹ Hiệp thì ở ngoài quê nên giờ mình cứ tới Tết thì tụi mình mới đi về quê thăm ba mẹ được. Của Hữu ơi, hơi mập. Bây giờ Tuân với cả khán giả muốn về thăm bố mẹ của Hữu được. Được chứ? Được đúng không? Không có chuyện gì bác. Ở thế chủ nhật chắc là mẹ rồi không có gì. Ờ, thế mình đi với nhau. Rồi, trả con đây. Đi nào. Ủa, bây giờ về nhà bố mẹ của Hữu là bao lâu? Hơn 30 phút. Hơn 30 phút? Ủa, ở đoạn nào mà? Sao cuốn vô Đài Loan Đông Tây, cuốn Bình Chánh. Vậy là còn nhiều thời gian với nhau quá. Chơi trò chơi, nói bóc phốt. Ở với nhau lâu như thế rồi thì phải có lo ra tật xấu nhiều đúng không? Thế bây giờ cho Hữu nói về tật xấu của anh Hiệp trước. Anh Hiệp, tật xấu đầu tiên đó là ở dơ. Nó là ít tắm. Thường sáng mà không nhắc là không đánh răng. Ủa thế sao hôn nhau? Thường thường thì cứ bảo là không đánh răng thì không được hôn. Vậy thôi thì phải đi đánh răng. Lý do nào mà lại không chải răng buổi sáng? Có đâu, bình thường mà, tại vì Hiệp đánh răng hơi muộn thôi chứ không phải là Hiệp có thói quen là ăn sáng xong đánh răng. Rồi còn thói xấu nào nhỉ? Thói thứ hai là rất là lười. Ví dụ như đi làm về quần áo hay cởi ra xong quăng đại tại chỗ chứ không có dẹp vô đúng chỗ.
Ủa tôi thấy Hiệp kiểu như là cũng bận rộn mà nhở, kiểu như là đi làm ở công ty xong phải về làm ở trung tâm anh văn của mình. Không, cái đó thì giống như cũng chấp nhận rồi, cũng không còn nói nữa. Tại vì mới đầu thì cũng còn bực bực nhưng mà biết về sau giống như là quen luôn rồi. Ủa nếu mà Hiệp xả ra như thế thì ai là người dọn? Hữu là người dọn. Hữu dọn hết, có vừa dọn vừa kiểu cằn nhằn. Có nhằn chứ. Là nhằn mấy năm trời nay rồi hả? Nhằn mới quen rồi có nhằn luôn. Còn thật xấu thì nó chắc chắn phải có. Mấy chị ơi. Ôi sao tật xấu của Hiệp nó mùi nhở? Cái kiểu thì Hiệp nhây từ hồi giờ rồi. Hiệp rất là thích nhây. Như là Hiệp cho vào tay để đưa vào mặt cho. Hoặc là đang ăn cơm thì có thể là bất tình lình. Ủa trời đánh tránh bữa ăn đó mà bây giờ mình Hiệp đánh không tránh à? Mỗi lần vậy thì hay bị hữu tán, mỗi lần tán là có dấu tay để lại hết. Rồi bây giờ cho Hiệp nhé, phản công nè. Hữu thì tật xấu thì rất là ít, nhưng mà có cái tật xấu là hay đi chơi. Nếu như mà Hiệp không gọi điện nói hỏi á, đi chơi có thể tới sáng mới chịu về. Lúc đấy Hiệp gọi điện thoại hay là liên lạc Hữu có nghe? Hiệp gọi điện thoại. Phải nghe chứ, không nghe gì Hiệp nhây hoài là không chịu nổi, phải nghe. Ủa mà Hữu đi đâu, đi nhậu? Đi mới chơi, đi đấy, học viên. Mà học sinh nó cũng còn ham chơi nên thành thầy trò là mà gặp nhau là gọi là cộng hưởng hay chơi. Thầy trò hay đi đâu nè? Đi bù viện, đi sinh tốt. Còn tật xấu là rất là thích là shopping. Thích cái gì là phải là mua cho bằng được cái món đó. Nhưng mà hết tiền cũng phải là làm sao để cho mua được cái món đó. Cái là Hiệp là không thích cái kiểu đó. Ví dụ như mình còn cái khả năng mình thì mình hãy sắm. Nên đây là mua cái món này gì mua giày về, mua mười mấy đôi về, bỏ quá trời bỏ không có mang. Tới mang đôi đó mua ăn được cái là bỏ ra. Thực ra thì Hữu mua nhiều nhưng mà tới hai đứa mận là tại vì toàn là Hữu mua không à. Quần áo anh Hiệp này trên người toàn là do Hữu mua không á. Đợt trước á mình có tham gia khoa cùng với nhau rồi nhưng mà thời gian không có nhiều á, mình chỉ có một vài chục phút để ngồi với nhau thôi. Nên tôi nghĩ là có một vài điều mà mình chưa có thể tâm sự hết. Biến cố thì chắc là Hữu nhiều hơn anh Hiệp một chút. Nhà Hữu thì là gần một cái chùa. Lúc nhỏ rất là thích vô chùa chơi, tại vì chùa đó là do bà cố lập ra mà, cho nên là anh chị em trong nhà lúc nào cũng sang chùa chơi chứ. Nó là cái sân chơi của nhà Hữu từ nhỏ tới lớn luôn, nhưng mà sau đó có một cái chuyện mà nó làm cho Hữu là mười mấy năm không dám đi chùa luôn. Chuyện gì nhỉ? Cái chuyện đó là rất là nhỏ thôi đó, hình như là mới có lớp 5 thôi. Thì anh đó mới sàm sỡ Hữu. Thì ủa sàm sỡ á? Thực ra bây giờ thì người ta xã hội ta mới phanh phui ra nhiều thôi chứ ngày xưa là bị nhiều lắm nhưng mà không có ai. Người ta không dám nói ha, tại vì động đến cả tôn giáo là một vấn đề rất là nhạy cảm á, người ta không dám nói. Sao cái khoảng người ta làm gì? Ngồi nói chuyện với Hữu một hồi thì giống như là kêu Hữu vô trong một cái đám gò mã. Thì lúc đó nghe thơ con nít biết gì đâu thì nghe người lớn nói thì đi theo thôi. Ảnh mới bắt đầu là chạm vào cái chỗ đó của Hữu rồi mới. Thì Hữu cũng sợ thôi nhưng mà ảnh có nói là xong thì sẽ cho tiền. Mà thời đó con nít mà nghe thì thích thôi, nghe tiền thì thích thôi. Với lại thêm cái nữa là sau khi mà nói là cho tiền ngoài ra còn hâm dọa nữa. Rồi nói chung là ám ảnh lắm, sau thời gian đó Hữu rất là sợ. Sau khoảng thời gian đó giống như là Hữu bị trầm cảm, giống như là bị điên luôn á. Nó suốt cả gần 10 năm trời, từ cấp 2 lên cấp 3 Hữu rất là nhát. Không dám nói chuyện với ai, thậm chí không có bạn bè đâu nhiều. Hữu chưa bao giờ mà giờ ra chơi mà Hữu dám bước ra khỏi lớp hết trơn. Với lại thường thường là 6 giờ sáng, 7 giờ sáng là học sinh vô học phải không? 5 giờ sáng Hữu phải tới chớ trường trước. Lúc nào cũng thức dậy sớm, 4 giờ là dậy, 5 giờ chạy xe đạp tới trường. Để mà đi vô cái khoảng trống trong sân á, mà không có ai ở trong đó thì Hữu mới dám đi. Có bao giờ Hữu nghĩ là do cái biến cố đó mà nó ảnh hưởng đến cái xu hướng tình dục của mình không? Thực ra đó không phải là lần đầu tiên nữa. Mà sau này còn một lần nữa, nhưng mà giống như cuộc đời không nói xui làm sao. Cho nên kiểu giống như là có một cái người đó là bạn của gia đình. Ngày hôm đó là Hữu đi học lên đó là thời cấp 3 rồi. Bữa đó là không có xe đi học cho nên cái chú đó chú mới nói là thôi để chú chở đi. Và cái trên đường chở đi á, thì chạy buổi trưa mà đường với Bình Chánh thì nó cũng khá là vắng. Chú chạy một cái con đường mà thường thường là mình cứ thấy đi đường này mà tại sao không đi. Mình cứ chạy vô đường đó thì mình cũng thấy là lạ rồi. Mà lúc mà chạy xe thì chú đó mới lấy tay của Hữu á, kéo lên để vô cái chỗ đó. Rồi cái Hữu cũng rút ra thì rồi thôi. Rồi cái kể từ đó là không còn thấy chú đó dám xuống nhà nữa. Nhưng mà cũng cảm thấy sao sao. Sau đấy Hữu mất cảm xúc với con gái luôn không? Tại vì Hữu đụng chạm vào cái của con trai nhiều á.
mới đầu thì không biết gì đâu, chỉ cảm thấy sợ thôi, thiệt là tình là chỉ thấy sợ thôi. Từ mỗi lúc mà lên tới thời cấp 3 á, lên tới khoảng lớp 10 á, lớp 10 vẫn chưa xác định, lên tới lớp 11 mới biết là mình thích con trai. Ủa nãy giờ thấy Hiệp kiểu trầm tư trầm ngâm có giờ. Ủa cái nói chung là câu chuyện này Hữu chưa bao giờ kể với Hiệp, nên tại Hiệp mới nghe nó là ngạc nhiên đó. Rồi lúc đó có nói với mẹ không? Vừa xong cái vụ bên chùa á, là Hữu chạy về là lúc đó nhớ là đi tắm. Tắm liền ngay lập tức tại vì cảm thấy nó kinh tởm lắm. Tắm rồi xong rồi xúc miệng liên tục. Rồi xong rồi mới chạy ra. Nói với mẹ, có kêu mẹ ra, mẹ ơi, nhưng mà lúc mà đó mẹ giống như mẹ đang bận hay gì đó, mẹ nạt lại tiếng rồi cái rồi thôi con không dám nói nữa. Kể từ đó về sao không nói nữa. Rồi sau đấy thì nó có ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của mình, có nghĩa là nó dẫn đến những cái hành động kích động hay là những cái điều làm cho mình bị trầm cảm hay là dẫn đến những cái hệ lụy sau đó. Mấy đứa trong lớp đứa nào cũng nói là giống như bị trầm cảm hay bị khùng khùng hay ngồi một mình hay thẫn thờ rồi không có bao giờ mà nói chuyện với ai. Rồi sau này thậm chí là nhiều lần nghĩ tới cái định tự tử lắm, nhưng mà tới sau khi mà học xong cấp 3 rồi là lúc đó gia đình có một số biến cố rồi cảm thấy khó khăn quá không chịu nổi nữa, lúc đó là Hữu tự tử thử một lần. Lúc đó là Hữu uống thuốc ngủ. Hữu nhớ là uống gần 120 viên. Nằm viện tới cả tháng trời luôn. Ai phát hiện ra? Mẹ là người phát hiện. Ủa, làm sao mẹ phát hiện được? Có nghĩa là mẹ vào phòng mẹ. Tại vì bữa hôm đó là cha mẹ có cãi nhau, xong rồi thấy là Hữu có khóc, xong rồi mới đi vô phòng. Nói chung là bình thường ấy, thì là Hữu sẽ thức rất là khuya, nhưng mà hôm đó là tự nhiên Hữu đi ngủ sớm. Với là Hữu có để lại cái hũ thuốc ngay trên bàn nên mẹ có nhìn thấy hũ thuốc cho nên mẹ mới phát hiện ra. Về Hiệp thì sao? Gia đình Hiệp thì cũng không có gì nhiều hết, nhưng mà có cái giai đoạn sau Cà Mau á, tới giai đoạn Tết thì rồi gia đình Hiệp làm ăn không có được thuận lợi chứ. Cái ba mẹ Hiệp gặp vấn đề lớn, thành ra hiện giờ thì ba mẹ cũng không có ở đó nơi đó nữa. Về đấy là vấn đề về kinh tế hay là về tình cảm gia đình các thứ? Về công việc thì ba mẹ thì không biết ba mẹ giờ đang ở đâu hết á. Còn về cái kinh tế thì giờ ba mẹ giao hết cho Hiệp xử lý rồi. À đấy là vấn đề khó khăn về kinh tế. Đúng rồi. Giờ còn cái vấn đề tình cảm thì trước giờ ba gia đình Hiệp vẫn luôn là không, mọi người vô luôn hòa đồng, không vẫn yêu thương nhau. Rồi Hiệp có cái đường hướng gì để giải quyết được cái vấn đề đó sao? Cái đó thì chắc là từ từ giải quyết chứ cũng chưa có phương hướng. Vậy hai người cùng nhau phải giải quyết nó. Đúng rồi, thì giờ cứ tạm thời là đó là một phần lý do mà tụi mình phải dọn ra làm ăn riêng. À là để muốn kiếm nhiều tiền hơn. Ôi không khí hơi chùn xuống quá. Bây giờ mình cùng kéo mood của mình và khán giả lên bằng cách chơi một trò chơi. Chơi cái gọi là hiểu ý đồng đội. Bây giờ Tuấn sẽ hỏi một câu hỏi và hai bạn sẽ viết vào giấy này. Đó là những cái về sở thích, đặc điểm của mỗi người ngày đầu hai người gặp nhau. Rồi mọi người lật ra cho mọi khán giả xem nào. 10, của Hữu là 14 tháng 2 2013, của Hiệp thì là trước 13 tháng 2, khoảng 2 tuần. Ủa gặp nhau mà chưa quen nhau mà gặp nhau. Đi quen thì mình muốn à thế thôi, thế cứ tính là đúng đi. Lần đầu tiên hôn nhau là ở đâu? Rồi nhà Hiệp. Chính xác. Hôm đấy ai là người chủ động hả? Hiệp chủ động hôn vào má sao nhiều thẳng vấn đề luôn. Đúng rồi, đốt cháy giai đoạn luôn. Ôi là lần đầu tiên luôn á hả? Là đốt cháy giai đoạn luôn. Wow. Size giày của mỗi người. Giày của Hữu là size mấy? Giày Hữu hả? 40. Size. Giày của Hiệp size mấy? Hiệp size 41. Ủa, mang có 38 ra 40. Nghĩ sao size 38 là size nữ? Tôi cũng thắc mắc là kiểu con trai là kiểu 40 là bé rồi đấy. Hay là 39 là bé lắm. Trai nào mà sang mang 38 trời. Chắc là nhớ lộn của cô nào. Tên người yêu cũ gần nhất. Hữu không biết người yêu cũ của Hiệp là ai. Người yêu cũ của Hữu gần nhất Hoàng. Đúng là chính xác. Cho tôi hỏi câu cuối cùng nhé, là ở trên người đối phương có cái vết tích gì đặc biệt mà mình nhìn cái nhớ luôn. Thẹo trên tay của Hiệp.
thẹo trên tay. Có cái thẹo. Có. Lý do của cái thẹo đấy là thì phải. Đó là hai đứa đi chơi với chung đó. Cái thời mà chạy xe chở về nhà đó. Chạy xe bị té. Cái thẹo này nè. Trên lòng bàn tay. Hai bàn tay đều có hết. Lòng bàn tay. Tới nhà nha. À đến nhà rồi hả? Về đây thấy kiểu tách biệt khỏi thành phố quá. Đây trồng nhiều cây xanh lắm đấy. À đến nhà rồi. Không bấm chung. Cháu chào cô ạ. Mẹ. Chào mẹ. Cháu chào. Thằng mẹ. Cháu đến từ chương trình Come Out đó. Hôm nay đến thăm nhà của mình. Mày nha. Dạ, chào cô. Cháu từ chương trình Come Out đó. Thì lần trước hai bạn có đến chương trình của cháu và quay một cái tập, không biết cô xem tập đấy chưa? Dạ, có coi. Cháu muốn mời tất cả khán giả đến với gia đình của mình để biết được những cái thay đổi sau cái chương trình Come Out đó. Hữu có bao nhiêu người anh em ở nhà? Hữu có ba anh chị em. Là Hữu là anh cả trong nhà? Anh cả trong gia đình. Còn một người em trai kế và đứa em gái Út. Dạ. Sau khi mà cô xem chương trình Không Ao đó thì thấy những cái tâm sự của Hữu trên chương trình đó, cô cảm nhận như nào? Bữa đầu á thì Hữu có tâm sự với mẹ vấn đề mà Hữu là giới tính như vậy đó, thì cô nói chung là gia đình cũng rất là buồn, thậm chí cô còn khóc nữa kìa. Nhưng mà cuộc đời nó vậy rồi thì phải chấp nhận thôi, miễn sao là nó sống tốt là được rồi. Dạ. Rồi khi mà mình khó chấp nhận như vậy, có bao giờ cô có suy nghĩ là mình muốn tìm cách để Hữu quay trở về làm một con trai bình thường? Đôi lúc cũng có những suy nghĩ đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không thể nào được rồi. Tại vì mình cũng có coi sách báo và nhìn những hoàn cảnh cũng giống như Hữu, thì cái giới tính như vậy thì không thể nào mà thay đổi nó được rồi. Thì cái việc mà cô chấp nhận Hiệp trở thành một người con trai thứ hai của mình, nó có dễ dàng? Buổi đầu thì cô cũng sợ, tại vì Hữu trước kia Hữu nó cũng có cái mối tình trước kia nó không được tốt, thì cô cũng sợ, thật sự là sợ. Nhưng mà mỗi người mỗi tính cách khác nhau, thì nói chung Hiệp về đây thì cô thấy cũng tánh tình nó cũng dễ thương, cô cũng thương nó như đứa con trong gia đình vậy. Khi mà nghe những cái lời mà mẹ nói như vậy á thì cảm giác của Hiệp như thế nào? Thì từ lúc mà Hiệp về dưới nhà thì Hiệp luôn là lúc nào cũng coi mẹ là mẹ của mình rồi, lúc nào cũng xưng mẹ, thấy mẹ mà đi đâu lâu giống về thì là hỏi thăm liền con mẹ có về không. Rồi khi mà Hữu với Hiệp quen nhau á, có bao giờ cô có suy nghĩ là không biết gia đình của Hiệp có chấp nhận con mình giống như cái cách mình đã chấp nhận Hiệp không ạ? Cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà cũng may là gia đình của Hiệp cũng như cô. Dạ. Cũng chấp nhận Hữu về ngoại thì gia đình cũng vui vẻ đón nhận, thì cô cũng mừng. Thì để được về với một gia đình để gặp bố mẹ và để hỏi chuyện cho cả hai bạn á, cháu thấy đấy là một cái may mắn, tại vì không phải ai cũng được gia đình chấp nhận. Ở trong cộng đồng của cháu á, có nhiều gia đình họ không chấp nhận đâu, họ đẩy con họ ra ngoài đường. Mình đẩy con mình ra đường thì tội lắm, mình phải chấp nhận nó để nó về với mình, nó sống với mình, như vậy nó an toàn hơn. Rồi khi mà Hữu quyết định đi ra ngoài ở riêng, tách biệt khỏi gia đình á, thì cô lo lắng nhiều không? Lo chứ. Không, tại vì đó giờ Hữu chưa có ra ngoài để sống một mình, thì bây giờ nó ra ngoài nó sống, cô không biết nó sống như thế nào đây. Rồi cô cũng lo lắng lắm, nhưng mà cũng phải cho nó thử sức. Rồi Hữu có hay về nhà thăm cô chú không ạ? Có chứ, từng về một lần. Tuần về một lần. Ủa cô, vậy là cô đã gặp gia đình bên Hiệp chưa? Có, mẹ Hiệp có vô đây. Hai người có đi, cô chở mẹ Hiệp đi ăn uống rồi nữa. Cháu chỉ muốn hỏi nhá, tại vì cháu đã từng hỏi rất nhiều phụ huynh rồi. Là có nghĩa là khi mà họ chấp nhận con em của họ, nhưng mà trong lòng họ lúc nào cũng canh cánh hết. Thì cháu chỉ muốn hỏi là thật sự bây giờ trong lòng cô có một cái nỗi lo gì đó không ạ? Cô chỉ lo cái là sau này không biết khi mà tụi nó, khi mà nó về già lớn tuổi rồi á, thì không biết cuộc sống tụi nó ra sao, ai lo cho tụi nó thôi. Cô chỉ lo cái điều duy nhất đó thôi. Còn hiện tại giờ thì thấy hai đứa nó cũng vui vẻ, cô cũng mừng rồi. Thực ra thì cái này thì mẹ cũng yên tâm đi, tại vì tụi con bây giờ cũng dán làm để dành tiền, rồi thí dụ như sau này mà có nhà nước người ta cho phép thì có thể xin con nuôi hay gì đó. Về già thì vẫn có người để chăm nom chứ không tới nỗi mà không có ai bên cạnh. Mẹ cũng muốn như vậy đó, để sau này khi tụi con trở về già cũng có một người đứa để mà nó lo cho tụi con khi tuổi già. Cháu nghĩ bây giờ nếu mà để mà có con thì mình cũng có nhiều cách quá.
À, thôi Tuân ở lại nói chuyện với mẹ nha. Bây giờ Hiệp với Hữu xuống chuẩn bị cơm để cho cả nhà. Tuân ở lại ăn cơm với tụi mình luôn, với cho gia đình luôn. Ok. Biết mẹ Hữu ăn chay trường nên cậu con rể Văn Hiệp nhanh trí chuẩn bị và đích thân vào bếp trổ tài. Xem ra cậu con rể này cũng hiểu tâm lý. Cùng thời điểm đó, mẹ của Trọng Hữu có cuộc trò chuyện khá thân mật với MC Minh Tuân. Ở trong thâm tâm cô thật sự, cô có những cái đắn đo gì mà khi mà có trước mặt của Hữu cô không thể nói không? Cô, tại vì cái giới tính này nó thật sự mà nói, ít có khi mà nó bền vững lắm. Tại vì Hữu này nó không có được mạnh mẽ. Mỗi lần mà có một cái sự việc gì nó, có người nó yếu đuối lắm. Vâng. Cho nên là cô chỉ lo vậy thôi. Cháu có nghe đến cái câu chuyện mà hồi xưa có một cái biến cố xảy ra nó làm cho Hữu phải tự tử á? Đúng và rồi. Cô là người phát hiện ra và cứu Hữu thì có phải sau đấy là cô bắt đầu cái lo, cái nỗi lo nó rất là nhiều ở trong người mình? Đúng rồi, cô lo nhất là cái chuyện đó. Nói chung là nó hay tâm sự với mẹ lắm. Cô là người để động viên nó, an ủi nó trong cái chuyện tình cảm mà nó có một cái chuyện không có được thuận lợi á, thì sợ Hữu yếu đuối, tại vì nó đã một lần rồi. Chân cô rất là lo. Cô có giờ lên thăm thử cái cơ ngơi ở trên? Cô cũng thường xuyên lên trên đó lắm. Tại vì mình nói chung mình cũng không yên tâm mấy. Mình làm mẹ mà thì rất là lo cái chuyện, dù là nó đã ra để nó làm ăn riêng rồi, nhưng mình phải lo lên coi coi công việc làm ăn của con mình nó như thế nào, có ổn định chưa. Wow. Ai người mẹ nào cũng vậy thôi. Hữu có kể với cháu là về cái việc mà Hữu bị xâm hại tình dục hồi xưa, không biết cô có biết chuyện đấy không? Cô biết, sau này cô mới biết, chứ lúc đó thì nói chung hồi lúc nó nhỏ thì cô không biết. Khi mà Hữu nó, lúc mà nó đi nó uống thuốc nó tự giận thì nó có để lại một cái lá thư, thì lúc đó cô có coi là cô mới hiểu được. Cái đấy là một cái biến cố rất lớn mà cháu nghĩ không có dễ dàng để vượt qua. Thôi cháu hỏi là khi mà mình chấp nhận Hữu rồi thì nhưng mà cái việc họ hàng á, tại vì không ai, cháu cũng thấy nói là ở sợ người này nói người kia nói, cô dì chú bác, thì cô đã vượt qua điều đấy như thế nào? Cô nghĩ là con là con của cô, nuôi dạy nó nên người hay không là do nó cô. Còn những người họ hàng, tuy rằng họ thấy thì họ nói đó, nhưng mà họ không sống trong gia đình mình, họ không hiểu được. Có anh ruột của cô nói sao mà mày chấp nhận nó vậy, mày không đuổi nó đi đi. Nhưng mà cô nói con của tôi hiểu, miễn sao mà nó sống tốt là được. Cô cho cháu hỏi một cái câu hơi tế nhị một tí, là hai cô chú khi mà phát hiện ra con như vậy thì có giờ mình chú bảo là đó là do con của cô không biết dạy hay là thế nào không ạ? Tại vì cháu thấy nhá, thực tế cháu làm rất là nhiều người hay đổ lỗi, nhất là cho người phụ nữ. Bảo là bà gần gũi con mà sao bà không biết dạy nó. Ừ, đúng. Cháu không biết là cô có phải trải qua điều đó. Buổi đầu thì nói chung là khi mà phát hiện chú về, chú cũng có hỏi cô tại sao mà nó như vậy, mà tại sao bà kế bên nó mà bà không biết. Bà nói tôi đâu có hiểu về vấn đề này nhiều đâu. Nói chung là cô chú cũng có tranh cãi với nhau. Đàn ông mà dễ gì người ta chấp nhận. Buổi đầu cũng khó khăn lắm, nhưng mà cô cũng khuyên, cô cũng nói cho chú hiểu là tại vì cái giới tính của nó như thế đó rồi thì không thể nào thay đổi được, mình phải chấp nhận thôi. Vâng. Là bây giờ chú đã hoàn toàn chấp nhận chưa, hay là chú vẫn còn rất là... Bây giờ là chú thực sự đã chấp nhận rồi. Chấp nhận rồi, chấp nhận luôn cả Hiệp. Chấp nhận luôn cả Hiệp, mà thậm chí Hiệp đi đâu lâu chú còn hỏi nữa. Không, nó đi đâu mà giấc này chưa thấy nó về. À là... Cũng thương lắm. Vậy bây giờ mình thử ra đằng sau xem hai bạn đang làm gì ở đằng sau bếp. Dạ. Ngoài mà, ở trên đó em nấu mà. Hữu đâu có biết nấu ăn đâu, em nấu hết nè. Này ngon nè. Cái đấy là gì? Cái này là... cá, giống như cá kho tiêu á. Cái này là cá chay. Cá chay kho tiêu. Nó làm từ cái gì? Cái này làm bằng nó cái... Nó làm từ cái... đậu hũ á. Nhưng mà chỉ mua sẵn rồi mình về mình làm thôi. Wow. Có vẻ hấp dẫn. Con gấp cho mẹ trước nè. Chả chay. Mời mẹ. Rồi. Có vẻ hấp dẫn. Mời... Thôi, mời Tùng. Cảm ơn Hiền. Lâu lâu mới được về ăn cơm ngon như vậy đúng không? Ở trên trung tâm là chị ăn cơm hàng cháo trợ các thứ. Đúng rồi, cứ đi mua thôi chứ ở nhà không có thời gian nấu. Có giờ thèm quá xong bảo mẹ nấu đi con về con ăn không? Có chứ, thèm xong rồi nói mẹ nấu đi chạy về lấy lên. Chạy về lấy lên chứ không ngồi ăn với mẹ? Chạy về lấy lên chứ ăn không kịp.
những ngày Tết lớn thì cháu không nói nhé. Còn mấy ngày mà nhà mình như là có đám giỗ hay đám tiệc gì thì cả hai bạn có về không? Có chứ. Thường là tụi nó hay về trễ, tại vì công việc mà rảnh chắc nào về đó đó. Khi mà gặp như vậy thì họ hàng của mình có chào đón hiệp không? Ừ. Mình cũng biết trong lòng ta nghĩ sao. Dạ vâng, là chào hỏi sẽ nhưng ra... mình chào hỏi thì mình vẫn chào hỏi nè. Vâng. Mỗi lần như vậy hiệp về, hiệp có thấy ngại không khi mà đông người như vậy? Nó cũng ngại, nhưng mà mình thì tôn trọng người lớn, mình về mình chào hỏi họ thôi, nhưng trong lòng họ nghĩ gì mình cũng không biết được. Nhưng mà có người thì họ cũng cười tươi vui vẻ lắm, nhưng mà cũng có người thì họ trầm ngâm lắm. Cũng khó biết được, tại mỗi người mỗi ý cũng không biết được. Có nghĩa là mình nhìn người ta như thế, nhưng mà mình thử mở lòng với người ta trước sao? Thì cũng có mở lòng, nhưng mà cũng có một số cái chuyện nó không hay, cho nên là thôi mình cứ bỏ qua. Không phải ai mà người ta cũng dễ dàng chấp nhận. Bao giờ thì chú về? Chú đi thì công việc của chú, cô không biết chừng nào về nữa. Vâng, tại vì cháu cũng chưa biết được mặt chú, cháu chưa được gặp chú. Để cô giới thiệu cho, cô có tấm hình của chú đây. Đây là bố mẹ của Hữu. Lúc đó là 30 mấy tuổi. Ủa, Hữu giống bố? Đúng không? Dường như là... có cái giống bố, có mẹ. Có nét chúng ba, nét chúng mẹ. Đúng.